Mấy hôm nay tôi làm video liên quan đến cái chủ đề là managers, leaders, những người sếp, người lãnh đạo, những người boss của các bạn á. Cái thể loại nào là những cái thể loại mà người boss và tệ. Mà nếu mà chúng ta tham gia, chúng ta làm việc cùng với họ, chúng ta dành thời gian để mà đi phò những người sếp như vậy thì đã mất thời gian nè, mất công sức, mất niềm tin. Và cái tiếng danh tiếng của chúng ta, gọi là cái personal brand, cái thương hiệu của chúng ta theo thời gian nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta đi theo đúng người, họ sẽ chấp cánh cho tôi, cho bạn để có thể lên được những tầm cao mới, có thể học những kiến thức mới, có thể tham gia vào những dự án mới, để cái tay nghề của mình, chuyên môn của mình, rồi cái mối quan hệ của mình, cái sự tự tin của mình, tất cả mọi thứ nó sẽ đi lên. Và bởi vì nó lên như vậy, theo thời gian bạn sẽ có một cái thương hiệu riêng của bạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp những người sếp tồi, những người sếp mà họ không có nâng đỡ cho mình, không có chấp cánh cho mình, không giúp cho mình làm được những cái điều mà biến mình của ngày hôm nay nó tốt hơn của ngày hôm qua, mà nó cứ bình hoài như vậy á, thì cuối cùng cái thương hiệu của mình nó cứ như vậy. Và mình nhìn những người khác, những người bạn bè, những người đồng nghiệp, những người đồng trang lứa của mình ở những cái công ty khác, đi theo những người sếp khác, họ cứ vút, và cái khoảng cách càng lúc nó càng xa dần, tới lúc mình nhìn lại mình giống như là ở dưới đất và họ như những cái ngôi diều nó bay lên trời á, mình sẽ cảm giác là mình hối tiếc vô cùng, mình hối tiếc khoảng thời gian mình đã đầu tư sai chỗ. Ok. Và những cái video đó được đón nhận rất là nhiều. Thì tối hôm qua tôi làm một cái seminar. Trong cái seminar đó tôi ngồi nói chuyện với hơn 150 bạn. Thì các bạn mới hỏi tôi là ok, theo anh Hà. Và hôm qua có hai người guest nữa, hai người khách nữa. Thì anh Hà nghĩ là nếu như mà tóm lại hết, chỉ chọn nó một thứ thôi mà cái loại leader đó là nó tệ nhất, nguy hiểm nhất. Mà nếu mà có cái dấu hiệu của người leader như vậy, có cái tín hiệu mà mình nhìn thấy từ người sếp của mình như vậy, thì mình nên ngừng lại và đi chỗ khác, tìm cái công việc mới ngay lập tức. Thì cái đó là cái gì? Cái leader đó là leader như thế nào? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái leader mà tệ nhất. Tôi tên là Nội Hà. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cho tôi cái cơ hội được cùng với bà xã mình làm cái chương trình Inside Sharing này. Trong mùa dịch thì chúng tôi kết nối, mời gọi và phỏng vấn rất nhiều chuyên gia trên toàn cầu. Trong vòng 18 tháng của mùa dịch thì hai vợ chồng đã có cơ hội để mà phỏng vấn hơn 650 chuyên gia ở trên 60 quốc gia khác nhau. Mỗi người là một cái chuyên môn, mỗi người là một cái lãnh đạo, mỗi người là một cái người giỏi ở từng cái công việc họ làm, cái ngành nghề họ làm, và được rất nhiều người khác ghi nhận. Và mỗi khi chúng tôi đến cái nước mà có họ, các bạn thấy không, mời nhau uống cái ly cà phê, hay họ khi đi họ về Việt Nam, họ cũng sẽ nhớ là ở Việt Nam có bà Hằng và bà Vivian này, và ông Hà là hai người đã từng phỏng vấn tôi, và họ liên hệ với cái ok, mình có thể cùng nhau uống ly cà phê được không. Rất là vui các bạn. Và đến bây giờ tôi phỏng vấn hơn 1000 cái người chuyên gia rồi. Trên cái hành trình mà làm việc của tôi cũng bắt đầu cái cơ hội nghề nghiệp của mình là tại thị trường nước Mỹ, làm với nó một thời gian dài, sau đó về Việt Nam và làm cho một cái tập đoàn số 1 thế giới trong mảng nhân sự. Cho nên tôi có một cái cơ duyên được gặp rất nhiều các bạn giỏi ở cái vị trí lãnh đạo của công ty đó. Tôi gặp được rất là nhiều cái anh chị manager, những anh chị leader, những người boss hiện tại, những người boss của tương lai, gọi là những cái nhóm talent, những nhóm tài năng tinh hoa của những cái tập đoàn rất là lớn. Và bởi vì như vậy cho nên tôi có được cái cơ hội để tiếp cận, trò chuyện và làm việc được với rất nhiều người lãnh đạo, trong đó chắc chắn phải có những người lãnh đạo rất giỏi, rất có tâm, rất có lòng, rất có chuyên môn. Nhưng đồng thời cũng gặp được không ít những người lãnh đạo tồi từ tính cách, tồi từ nhân cách, tồi từ rất là nhiều thứ khác nhau. Và họ lên được cái vị trí lãnh đạo bởi vì chắc chắn là họ có năng lực, nhưng mà vô tình trên cái hành trình mà đi lên vị trí lãnh đạo đó, họ thể hiện một số cái tính cách nó biến họ trở thành những con, gọi là con sói đơn độc. Và những người đi theo họ lại không có được nở hoa, không có được thăng hoa, không có được gọi là blossom, thì rất là đáng tiếc. Và để mà lựa chọn ra giữa một người leader, thì ví dụ như là thích micromanage, là quản trị mà sát sao chi ly, hay là một người lãnh đạo mà poor communication, là nói luyên thuyên dạng như vậy và không có cụ thể, hay là một người không có consistent, là không có nhất quán,
hay là một người sếp, một người lãnh đạo mà thiên vị, hay là một người sếp, một người lãnh đạo không có huấn luyện cho nhân viên, không có dạy dỗ cho nhân viên nhiều, thì những cái kiếm nó là một cái mình gọi là tồi tệ nhất. Tôi nói các bạn, đó là một cái người sếp mà là một cỗ máy nói dối. Cỗ máy nói dối ở trong cái hành trình đi làm cho corporate, đi làm cho tập đoàn đi, có rất nhiều thứ mà một người lãnh đạo có thể nói chuyện với các bạn được, và có rất nhiều thứ họ cũng không thể nói chuyện với các bạn được, họ không thể chia sẻ cho các bạn được. Mà bởi vì họ không chia sẻ, vì sao? Bởi vì có thể đó là liên quan đến cái thông tin nhạy cảm, họ không thể chia sẻ được các bạn tình hình kinh doanh, họ không thể chia sẻ cho các bạn được chiến lược 3 năm, 5 năm, 10 năm nó dài hơi nó như thế nào, họ không chia sẻ được cái chiến lược về nhân sự, nó sẽ cần thay đổi cấu trúc nhân sự ra làm sao. Có những cái mình hiểu và họ không thể nói được cho các bạn, nhưng có những cái họ sẵn sàng nhìn các bạn vào thẳng đôi mắt các bạn này và nói dối với các bạn á. Ôi, thể loại leader này nhiều vô cùng, và rất là đáng tiếc là tôi gặp ở những công ty rất lớn luôn, những anh chị rất leader rất giỏi luôn, mà họ có thể sẵn sàng ngồi nói chuyện với tôi về cái tương lai của tập đoàn đó, cái cấu trúc của công ty nó thay đổi như thế nào trong vòng 3 năm 5 năm, mình dạy như vậy, bởi vì chúng tôi làm việc chung với nhau, chúng tôi là tư vấn mà. Nhưng mà quay qua người nhân viên, mà họ biết trong vòng 3 tháng nữa cái vị trí của người nhân viên đó sẽ bị redundant, nghĩa là sẽ không còn nữa. Nhưng mà vẫn cười nói rất nhẹ nhàng, anh em vỗ tay vỗ lưng nhận dạng như vậy, và động viên người anh em cố lên chiến đấu hết mình. Đó là 3 tháng sau gửi một cái thư chia tay. Làm sao mà chúng ta có thể nhìn mặt nhau thẳng như vậy để mà có thể sẵn sàng nói dối những lời nói dối mà mang tính là white collar, nói dối là nói dối của những người mà gọi là có học, nhìn nó tồi tệ vô cùng. Hay những người lãnh đạo mà luôn nói dối với người nhân viên, wow, cái ngành của chúng ta là cái ngành gọi là technology, cái công nghệ, cho nên nó là cái việc các bạn làm 12 tiếng, 15 tiếng, mười mấy, 18 tiếng, 20 tiếng một ngày là bình thường. Các bạn phải ở lại đêm để tham gia những cái sự kiện, bởi vì những cái sự kiện như vậy, các bạn ví dụ ngày 1, 1, ngày 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, những sự kiện lớn như vậy, các bạn sẽ có cơ hội để cọ sát, có thể học hỏi, có thể cùng nhau tìm hiểu được và cháy với lại công ty, cháy với lại cái thương hiệu, cháy với lại cái tập đoàn, cháy với lại cái hết mình với lại cái đội nhóm của các bạn. Và đó là một cách để cho các bạn trở thành một người nhân viên tuyệt vời. Đó là một cách mà tập đoàn, công ty nhìn thấy, cái lãnh đạo nhìn thấy những cái năng lực của các bạn. Và xin lỗi nha các bạn, đó là cái cách nói chuyện hoa mỹ, đó là cái cách nói chuyện mà gọi là mỹ lệ mỹ dân. Người ta nói là mỹ dân, nghĩa là lừa dối người khác. Trong thâm tâm anh, trong thâm tâm chị, ở một cái người leader, một người lãnh đạo, một người boss, một người manager, anh chị có bao nhiêu thứ trách nhiệm khác trên cái vai là không phải chỉ có công việc không, còn trách nhiệm về gia đình này, trách nhiệm về cộng đồng này, làm cha làm mẹ, làm con làm cái này, làm bao nhiêu thứ khác nhau. Thì người nhân viên của anh chị cũng y chang như vậy, thì người nhân viên của chúng ta cũng y chang như vậy. Họ ngoài công việc, họ còn có một cuộc sống riêng của họ, cái thời gian rảnh rỗi họ có thể làm cái gì khác để cái cuộc sống riêng của họ nó sinh hoa, nó nảy mầm, nó tạo được những cái giá trị riêng, cái gì thẳng dư cho cái cuộc sống của họ. Họ có thể dành thời gian để học một ngôn ngữ khác, học nhiều ngôn ngữ khác, họ có thể dành thời gian để học những kỹ năng khác, nhiều kỹ năng khác, họ có thể dành thời gian để đi học những cái lớp học khác để có thêm những kiến thức mới, những bằng cấp mới, để trở thành những cái công cụ mà chấp cánh cho họ đi vào đời. Nhưng mà không, bây giờ anh đi làm trong công ty này, anh phải dành thời gian nhiều vào, bởi vì đó là cái industry nó đang nổi lên và cái công nghệ thông tin, cho nên là các anh phải thế này phải thế kia. Và người lãnh đạo sẵn sàng ngồi chỉ cho người nhân viên những lời hoa mỹ, nói những nhân viên những lời hoa mỹ, nhưng mà trong thâm tâm của họ, họ cũng không muốn làm những việc như vậy. Họ đang phải bán mình để nói những lời mà dối trá. Đó là một câu chuyện mà nó rất là buồn, mà nó xảy ra rất là nhiều. Hay là cái đây vài năm đi, có một cái tổ chức họ mới chuyển đổi cái văn phòng chính của họ từ một cái thành phố khác, một cái tỉnh khác, đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Và họ chuyển hướng luôn cái trọng tâm của việc mà thay đổi, đó là tập trung phát triển cái thị trường trong miền Nam này. Thế là nhân sự tuyển ồ ạt luôn, tuyển ồ ạt. Và tôi mới ngồi làm tư vấn, tôi hỏi chứ ồ, bây giờ
cả thị trường, mà bây giờ các anh các chị mới đi vào đây và muốn tuyển ồ ạt bằng một cái công ty ABC kia, mà công ty ABC kia đã có mặt ở Việt Nam, là công ty cũng là công ty hàng đầu, đã có mặt ở Việt Nam hàng mấy chục năm. Họ cũng chỉ tuyển có chừng này người thôi, mà anh chị đi vào anh muốn tuyển gấp đôi cái số lượng nhân sự như vậy. Anh chị có được bao nhiêu tiền là thứ nhất, chiến lược của anh chị ra làm sao là cái thứ hai, và anh chị tuyển xong rồi cái thứ ba mình sẽ làm gì với cái lượng nhân viên như vậy. Và các bạn biết không, khi ngồi nói chuyện để mà chia sẻ cái tư vấn với lại bên chúng tôi thì họ nói rất là rõ luôn. Chúng tôi đi vào, chúng tôi có một cái khoản ngân sách lớn, đủ lớn để khuấy động cái thị trường này. Chúng tôi có dùng ngân sách đó để tuyển người và chỉ định luôn là tuyển từ những công ty đối thủ để làm cho đối thủ nó bị lung lay về chiến lược. Và họ không biết được là công ty của chúng tôi sẽ làm cái gì là kế tiếp. Và bây giờ mình đang hút máu cái tài năng của họ. Và cái thứ ba là sau khi mình hút máu xong, rất là đó là một cái quá trình bắt đầu sẽ lọc lại để xem thử trong vòng 24 tháng hay là 12 tháng cho tuần, tùy cái vị trí, tùy cái vùng. Thì bắt đầu mình phải lọc lại 10 người, mình lựa 5 lựa còn 3. Nghĩa là các bạn thấy không? Cái tỷ lệ mà loại bỏ tới 70%. Vậy mà họ sẵn sàng gặp ứng viên và cười nói rất là nhẹ nhàng, nói là ok, wow, công ty đang có rất là nhiều tiền, đang bơm tiền, đang đổ tiền để làm hình ảnh, để làm thương hiệu, để phải trở thành là số 1 tại thị trường Việt Nam, để làm cái này ABCDE như vậy. Nhưng là các bạn tham gia đi, các bạn tham gia một cái tổ chức nó đang bắt đầu chuyển đổi, chuyển mình và đầu tư để nhất định nó phải giành thị trường và thành số 1. Mà trong khi trong lòng của họ, ở phía sau của họ, ở hậu trường cái câu chuyện của họ, họ biết là 10 người trong số đó sẽ có 7 người ra đi. Ra đi bằng cách này hay cách khác, ra đi bằng cái ép buộc hay gượng ép, ra đi bằng cái sự gọi là volunteer, là tự nguyện ra đi, hay là sẽ có những cái phương pháp để mà bắt cái người nhân viên đó phải nghỉ việc. Mà mỗi người như vậy, các bạn thấy đó, họ có một cái gia đình, họ có một cuộc sống, họ có một cái tương lai, họ có bao nhiêu thứ trách nhiệm chồng chất ở trên cái vai của họ, mà chúng ta có thể nhắm một mắt để mà nói dối với người ta, nói là ok, bạn vào đây có một cái tương lai bền vững, có một cái career job, gọi là career path, là một cái định hướng để mà phát triển nghề nghiệp nó rõ ràng, nó rạch ròi. Cuối cùng tuyển vào một nhóm để người này với người kia đấu tranh chọi qua chọi lại để xem thằng nào là con gà cứng cựa nhất giữ lại, và đứa nào mà không cứng cựa thì loại bỏ. Mà mình đang coi họ giống như là con gà, như quả trứng, như cân thóc, như cái thịt, thích thì mua, không thích thì thôi, dạng như vậy. Và cái tương lai, cái cuộc sống của họ, cái sự ổn định của họ, tất cả mọi thứ nó trở thành là cái thứ mà các bạn, người ta để quên qua một bên luôn. Leader như vậy, họ sẵn sàng nói dối như vậy, thì các bạn có cảm giác được là cái sự tệ hại nó ra làm sao không? Còn nữa, tôi nói ví dụ cho các bạn nha, một công ty khác của chúng tôi làm consulting tư vấn đi, đặt ra một cái target cho công ty cho cả năm, ví dụ một năm này phải đạt được 100 triệu đô. Ok, nếu mà đạt được 100 triệu đô thì ai cũng sẽ có thưởng, ai cũng sẽ ABCDE dạng như vậy. Và thường cái target là cái chỉ tiêu như vậy nó sẽ đưa xuống cho từng vùng miền, ví dụ như là miền Nam ông làm 60 triệu đô, miền Bắc ông làm 30 triệu đô, miền Trung ông làm 10 triệu đô, dạng như vậy. Đó. Miền Nam đạt không được, miền Bắc đạt cũng không được, miền Trung đạt cũng không được, nhưng mà anh leader anh lại đạt được cái con số của công ty, con số của tập đoàn giao cho cái đất nước đó. Bằng cách nào vậy? Ủa, anh có 100 triệu đô là target, mà bây giờ miền Nam đạt được có 70%, miền Bắc đạt được có 80%, miền Trung đạt được có 90%, thì không thể nào có số tổng cuối cùng là anh đạt được. Anh đi thị trường, anh ngồi, anh ép người nhân viên, anh ép người lãnh đạo, anh ép thằng sales director, anh ép thằng marketing để phải làm sao để mà đạt được con số, đạt được cái chỉ tiêu mà giao ra. Ông ép thằng trade marketing, ông ép đủ kiểu hết. Một cuối cùng, khi mà họp ở vùng thì mới phát hiện ra là Việt Nam tích xanh giống như Facebook tích xanh, là LinkedIn tích xanh, là TikTok tích xanh gì nữa, whatever, nó tích xanh, nghĩa là chỉ tiêu đạt. Và anh manager được tung hô, chụp hình đăng lên LinkedIn tất cả mọi thứ, anh country manager được tung hô, chị country manager được tung hô, mới lòi ra thật ra là cái target giao cho cái country nó không phải là 100 mà nó chỉ có 80 thôi. Anh phải buffer, là anh phải tăng cái con số lên 100, và anh ép cái hệ thống của anh phải chạy được con số 100 đó. Nhưng mà nếu không chạy được con số 100 đó thì thật ra country nó vẫn đạt được. Mà cuối cùng á, cái người nhân viên, bởi vì họ cam kết là con số 100 cho nên họ không đạt được cái chỉ tiêu đề ra của họ, không đạt được cái KPI của họ. Bởi vì họ không đạt được cái KPI của họ, thưởng nó ít hơn, performance nó không đạt được, thì
cái ngồi nói chuyện với nhau á, nó cũng trở nên là ít gọi là tự tin hơn. Mà mình đang làm cho người ta cảm giác là cái nghề của người ta nó pressure, nó áp lực hơn rất là nhiều, áp lực hơn cái họ cần áp lực, nó căng thẳng hơn rất là nhiều so với cái nó cần căng thẳng. Và bởi vì những cái như vậy á, nó chán hơn rất là nhiều, chán hơn rất là nhiều khi họ nhận ra được à, thế ra anh leader của tôi, họ có người đâu có ngu đâu các bạn, có người họ, chúng ta là những cái cỗ máy cực kỳ thông minh, họ chỉ cần nhìn thấy như vậy anh cứ ok anh ơi, ơi anh không hiểu vì sao vậy, tại sao mà công ty của anh ở vùng nó lại thưởng tung hô tùm lum tà la, trong khi là không có một cái division nào, tháng nào, quý nào, nửa năm, một năm ngồi họp lại cuối cùng không ra số, mà tại sao Việt Nam vẫn được nhưng mình chỉ ngồi mình phải im lặng thôi, mình đâu thể nói được cái gì khác. Mình hiểu chuyện nhưng người leader của họ không có hiểu chuyện để chia sẻ thì làm sao? Những người leader như vậy, họ dùng những lời hoa mỹ để tuyển người, họ dùng những lời hoa mỹ để giữ người, họ dùng những lời hoa mỹ để gợi lên cái việc à, cái tinh thần rực lửa chiến đấu thôi các bạn. Tuy nhiên, những cái lời đó, đó là những lời nói dối, đó là những cái lời hoa mỹ không có thật, không có thật lòng, không có thật tâm, không có thật ở trong suy nghĩ của họ nữa. Và đó là họ biến tự họ biến họ thành cái cỗ máy nói dối, cỗ máy nói dối, và chúng ta chạy ở trong cái cỗ máy nói dối đó, cái chữ gọi là cuống cuồng lên để mà chạy, cuống cuồng lên để mà làm, cuống cuồng lên để mà đi theo những cái tôn chỉ mà người ta nói. Và nhìn lại sau một chặng đường 5 năm, 5 năm nó nhanh lắm các bạn, 3 năm, 5 năm nó nhanh vô cùng, tự nhiên mình nhìn thấy bao nhiêu cái hụt hẫng, bao nhiêu cái hụt hẫng, bao nhiêu cái vết sẹo trên cái hành trình đó. Mình đi vội quá, mình té, mình làm ẩu quá, mình làm ẩu không, mình không có thời gian để cân chỉnh, mà cho nên mình làm ẩu và cuối cùng mình bị người này nói người kia, nói kỹ năng bị thiếu hụt bao nhiêu thứ khác nhau. Rồi nhìn lại những cái đồng nghiệp của mình, những người bạn của mình, những người mà cùng ra trường của mình và họ đi theo những cái người leader mà giúp cho họ thăng hoa được, tới bây giờ mình nhìn thấy cái khoảng cách rõ ràng liền giữa hai đứa, giữa ba đứa, giữa năm đứa, 10 đứa, cái khoảng cách càng lớp nó càng rõ 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 rõ, và thời gian là thước đo chuẩn chỉnh nhất. Tự nhiên mình thấy, lúc đó mình mới thấy tôi cày ngày cày đêm cho công việc, lương thì cũng như vậy, có tăng lương, yes, cái tăng lương là những gọi là cà rốt, những củ cà rốt ngọt ngào nhưng mà đắng cay vô cùng đó, có tăng lương nhưng mà tăng lương so với cái thời gian tôi bỏ ra vào công việc, nó có gọi là tăng lương hay không, nó có gọi là thay đổi, nó có gọi là nó có tương xứng hay không. Rồi tôi mất cái gì, tôi mất bao nhiêu thời gian cho gia đình, cho người thân, cho sức khỏe của bản thân. Wow. Tới một lúc khi chúng ta chặn lại, ngồi chậm lại mà nhìn, mà thật sự suy nghĩ và nhìn á, tự dưng mình mất nhiều quá. Mình mất nhiều quá. Thì bây giờ cái câu hỏi của tôi dành cho các bạn này, các bạn thử hôm nay sau khi xem cái video này, cuối ngày các bạn cho các bạn 1 tiếng đồng hồ chiêm nghiệm lại thử cái hành trình của mình 3 năm vừa rồi nó như thế nào. Chiêm nghiệm lại cái hành trình của cuộc đời của các bạn từ cái lúc bắt đầu đi vào nghề cho tới ngày hôm nay, các bạn đã gặp được những cái người leaders nào mà thực sự giúp cho các bạn chắc cánh bay thăng hoa lên. Chúc mừng các bạn nếu các bạn có những người như vậy, và hiện tại các bạn đang gặp những người leaders nó như thế nào. Hãy nhìn thử xem trong cái tổ chức của các bạn đi, có người leader như tôi đang nói cho các bạn hay không. Thử nhìn thử cái người leader mà trực tiếp của các bạn, người sếp trực tiếp của các bạn, họ đang có cái biểu hiện, có cái tính cách, có thái độ, có những cái dấu hiệu gì mà thể hiện họ đang là cái người mà nói dối với các bạn rõ ràng quá hay không. Nếu như mà các bạn gặp những người như vậy, kế tiếp là cái gì thì các bạn sẽ tự hiểu. Kế tiếp là cái hành trình mà các bạn phải tự tìm cách giúp cho các bạn, giúp cho các bạn mạnh mẽ lên, tự tin lên để tìm cái việc khác, tìm một cái người leader khác phù hợp, tìm một cái người leader mà họ có thể cùng các bạn, đồng hành với các bạn, và các bạn trở thành một người giỏi hơn và giỏi hơn khi đi với những người như vậy. Giỏi hơn kể về thể chất, kể về tinh thần, giỏi hơn kể về cái sự tự tin, về kỹ năng, giỏi hơn nhiều thứ. Chứ chỉ cần giỏi hơn có một thứ mà mất rất nhiều thứ khác thì nó cũng không gọi là cái sự giỏi hơn, nó không có balance được. Và nếu các bạn càng đi theo họ về lâu về dài, tới một ngày các bạn, nó xây ra, lây ra cho các bạn một cái tính là các bạn cũng tự trở thành một người leader nói dối. Bởi vì hằng ngày mình đi làm, mình hiểu mình không thích trở thành cái người như vậy, mình không thích làm việc dưới cái người leader như vậy, nhưng mà riết rồi các bạn có trở thành một cái thói quen, và cái thói quen gọi là sự chấp nhận. Cái sự chấp nhận đó, vô tình tới một hôm
khi các bạn trở thành người manager, người leader, bạn cũng sẵn sàng nói dối trước người nhân viên của mình, và mình cũng trở thành người leader mà tệ vô cùng. Cho nên chứng lại, dành một tiếng suy nghĩ về điều này, viết xuống để xem thử mình đang mất cái gì, mình được cái gì và mình cần làm gì. Tạm biệt các bạn.